khi các bạn update phiên bản mới thì các bạn sẽ có những phần thưởng. Ở đây thì mình sẽ điểm qua những phần thưởng cho các bạn coi. Phần thưởng của chúng ta thì các bạn thấy là kim cương. Cập nhật chúng ta sẽ được 210 kim cương, 21.000 vàng, 10 cái lồng đèn. Chế độ
là một bass solo màu PS1.
nhiều quá cho nên là nhiều lúc bắn cũng phải rất là căng não các bạn, chứ không đơn giản tí nào cả. Thì mình cũng đã cố gắng giành được chiến thắng ở trong bán đấu thứ ba này. Còn một ván nữa mình sẽ làm luôn. We'll be right back.
Thank you.
tắt cái hiệu ứng đó. Và đồng thời cái đầu các bạn sẽ bự lên. Mình sẽ làm thêm ván nữa cho các bạn cùng xem. Chào tạm biệt tất cả các bạn.